Xin chào mừng các bạn đã đến với D-Channel. Galaxy Note 20 Series đã chính thức được ra mắt và chúng ta có nên mua siêu phẩm mới của Samsung hay là không? Hãy cùng D-Channel tìm hiểu trong video này nha. Trước tiên, chúng ta có thể thấy Galaxy Note 20 trong buổi giới thiệu đã tập trung rất nhiều vào những trải nghiệm mới và các tính năng mới, thay vì là các thông số cấu hình đã có phần hơi vô nghĩa ở thời điểm hiện tại. Chính vì thế mà trải nghiệm của Galaxy Note 20 series cũng sẽ trở nên khác biệt hơn. Đây sẽ là lý do đầu tiên mình sẽ mua Galaxy Note 20 series. Samsung đã chăm chút đến từng trải nghiệm từ làm việc đến chơi game cho người dùng. Nếu mà để nói thì chắc video này sẽ có thể dài lại thêm mất. S Pen, Desk, Xbox Play đều là những tính năng cực kỳ đắt giá mà Samsung mang đến cho người dùng lần này. Nhưng mà có một điểm các bạn sẽ dễ dàng bỏ qua, chính là các tính năng của Galaxy Note 20 sẽ trở nên tuyệt vời nhất chỉ khi kết hợp với lại các thiết bị trong hệ sinh thái của Samsung mà thôi. Đến đây, mình cảm thấy đây sẽ là một lý do khác khiến cho Galaxy Note 20 đáng để lựa chọn. Nói đến hệ sinh thái trước đây thì chỉ có đối thủ truyền kiếp của Samsung là Apple mới mang đến một sự đồng bộ nhất quán nhất. Giờ đây Samsung cũng đã mang đến một hệ sinh thái thiết bị rất đáng để lựa chọn. Samsung Galaxy Note 20 series, Z Fold 2, Tab S7, Backlight, Galaxy Watch 3 đã mang đến một hệ sinh thái Android hoàn thiện hơn. Mặc dù là Samsung không nhắc đến phần cứng nhiều, nhưng mà đây cũng là một nâng cấp rất sáng giá nếu như mà các bạn đang sử dụng Note 10 mà muốn nâng cấp lên Galaxy Note 20. Hệ thống camera được nâng cấp tương tự như là Galaxy S20 Ultra, tất nhiên là nó sẽ tốt hơn Note 10. Book S Pen thì được cải tiến, mang đến cái độ trễ gần như là tiệm cận với thực tế và nó mang đến một cái cảm giác chân thật như là đang ghi chú trên sổ tay. Cái này là theo lời Samsung chia sẻ, còn mình thì sẽ trải nghiệm thêm rồi mới đánh giá được. Tốc độ sạc của Note 20 cũng là siêu nhanh, đầy 100% pin chỉ mất khoảng 30 phút và còn nhiều những nâng cấp phần cứng đáng giá khác nữa. Và lý do cuối cùng mình nghĩ nên mua Note 20 series đó chính là ngoại hình. Thiết kế vốn đã sang trọng thì nay càng sang trọng hơn với khả năng hoàn thiện cao cấp. Những đường cắt CNC hay là phay xước rất tinh xảo, kết hợp với những tông màu mới như là màu xanh và màu đồng mang đến sự mới mẻ cho dòng Note suốt 10 năm qua. Vậy thì những lý do gì chúng ta không nên lựa chọn Note 20 series? Chắc chắn vẫn sẽ là giá bán. Có thể mức giá loanh quanh ngưỡng 1.000 USD trung bình cho cả hai phiên bản Note series là tương xứng với những gì mà chiếc máy này mang lại. Nhưng mà nhìn chung thì đây vẫn là một mức giá rất là cao. Và với cái đà tình hình thị trường như hiện nay thì Note 20 trong tương lai giảm giá sốc như là S20 series là chuyện rất là bình thường. Cái này thì mình không phải xúi các bạn đợi giảm giá rồi hãy mua, mà tùy vào tình hình kinh tế của các bạn mà hãy lựa chọn một thời điểm mua cho thích hợp. Lý do tiếp nữa mà mình không mua Note 20 ở thời điểm hiện tại đó chính là mình sẽ chờ đợi phiên bản sách tay từ các thị trường sử dụng chip Snapdragon 865 Plus. Bởi vì đơn giản, mình không hài lòng lắm với Exynos 990. Mặc dù trải nghiệm ngon, nhưng mà flagship đối với mình là phải toàn diện. Và khuyết điểm duy nhất của Note 20 đó chính là Exynos 990. Có thể điều này sẽ hơi cực đoan, nhưng mà mình không muốn siêu phẩm của mình sử dụng có hiệu năng không phải là tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Và vừa rồi mình đã chia sẻ những lý do mà chúng ta nên mua và không nên mua Note 20 series. Hiện tại thì các bạn có thể đặt hàng tại Di Động Việt với những phần quà rất hấp dẫn. Chi tiết thì các bạn có thể tham khảo đường link mà mình để ở phần mô tả video nhé. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký và bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.